Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 12 tháng 5 có những tin đáng chú ý sau. Xe vận tải chở gà phát hỏa trên xa lộ vào lúc 2 giờ 30 sáng hôm thứ Hai, ngày 11 tháng 5, một chiếc xe vận tải kéo hàng Tractor Trailer chở gà đã phát cháy trên xa lộ 401 về hướng Tây, gần chỗ vào đường Mavis và đã làm gián đoạn lưu thông trên hai đường xe chạy theo Sở Cảnh sát tỉnh bang Ontario OPP, thì chiếc vận tải này chở khoảng 8.000 con gà và khoảng 3.000 con bị chết cháy, còn khoảng 5.000 con khác đã được các nhân viên cứu hỏa kịp thời cứu sống. Xa lộ 401 đã bị tắt nghẽn lưu thông về hướng Tây trong buổi sáng hôm thứ Hai. Nguyên nhân của vụ cháy xe chở gà đang trong vòng điều tra của nhà chức trách. giết bạn gái cũ rồi lao mình vào xe lửa cô như không chết. Trong hôm thứ Hai ngày 11 tháng 5, Sở Cảnh sát thành phố Toronto đã buộc tội giết người trường hợp gia trọng First Degree Murder trong người đàn ông 51 tuổi. Theo bản cáo trạng, nghi can là ông Alan Lascelles đã giết người bạn gái cũ là bà Surya Kangaram tại một townhouse ở đường Densick, gần trường Morningside trước khi lao mình vào đoàn xe lửa cô ở trung tâm thành phố. Ông Lascelles đã không chết mà chỉ bị thương. Bà Kangaram năm nay 31 tuổi, có 3 đứa con từ 8 tuổi cho đến 14 tuổi. Kỷ niệm 70 năm sau ngày quân lực Canada giải phóng Hòa Lan trong hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5, những con đường trong thành phố Avodum, Hòa Lan đã đầy những người đến tham dự buổi lễ diễn hành kỷ niệm ngày mà 70 năm trước xứ Hòa Lan được độc lập, thoát sự cai trị của Đức Quốc xã. Lực lượng quân đồng minh đã đến giải phóng xứ Hòa Lan là những binh sĩ của quân lực Canada, những người đã đến từ ngàn dặm xa xôi. Ngày 10 tháng 5 năm 2015 cũng là ngày kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai trên 45.000 binh sĩ Canada đã tử trận trong cuộc chiến này. Trong bao nhiêu năm qua, những người Hòa Lan vẫn không quên ơn giải cứu của lực lượng đồng minh, nhất là với các chiến sĩ của Canada. Công chúa Margaret của Hòa Lan đã sinh ra ở bệnh viện Ottawa năm 1943 khi hoàng gia Hòa Lan di tản qua Canada tạm trú. Có những liên hệ mật thiết về gia đình, kinh tế giữa Canada và Hòa Lan. Sau cuộc chiến, nữ hoàng Mimu Mina đã tặng thành phố Ottawa 100.000 hoa tulips và hàng năm thành phố Ottawa vẫn có hội hoa tulips vào tháng 5. Sau Thế chiến thứ hai có khoảng 150.000 cư dân Hòa Lan mà trong số này có trên 2.000 cô dâu đã cùng chồng di dân qua Canada. Hiện nay có đến 1 triệu cư dân Canada có gốc gác Hòa Lan. Mức giao thương giữa Hoa Lan và Canada trong năm 2014 lên đến 3 tỷ 500 triệu đô la. Đội băng cầu Montreal Canadiens vẫn có hy vọng. Sau khi bị đội Tampa Bay Lightning dẫn trước 3-1, đội cầu Montreal Canadiens phải thắng trong trận thứ 5 nếu muốn vào được vòng thứ 3 của cuộc tranh cúp Stanley hôm thứ Bảy Thủ môn Carey Price của đội Montreal đã đỡ được 24 cú sút vào lưới. Tiền vệ Parento đã xúc trái banh thắng vào lưới địch vào những phút thứ 15 của hiệp 3 và giúp cho đội cầu Montreal Canadiens thắng đội Tampa Bay Lightning với tỷ số 2-1. Cuộc tranh tài thứ 6 sẽ diễn ra ở cầu trường Tampa Bay vào thứ 3 ngày 12 tháng 5 và đội cầu Montreal sẽ phải thắng nếu muốn vào được vòng tranh thứ 3. đội cầu Calgary Flames bị loại khỏi vòng tranh cúp Stanley. Trong trận tranh tài thứ năm diễn ra giữa đội cầu Calgary Flames và Anaheim Ducks tại cầu trường Anaheim hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 5, cả hai đội cầu đã hòa nhà 2-2 sau 3 hiệp đấu và phải đấu thêm giờ cho việc phân chia thắng bại. Ngày phút thứ hai của giờ đấu thêm, tiền vệ Corey Perry của đội cầu Anaheim đã xúc banh vào lưới giúp cho đội cầu Ducks thắng với tỷ số 3-2. Như thế, đội cầu Calgary Flames đã bị loại ra khỏi vòng tranh. Vào vòng thứ ba hay vòng tranh chức vô địch vùng Tây của Hiệp hội NHL, đội cầu Anaheim Ducks sẽ tranh tài với đội cầu Chicago Blackhawks. Đội cầu Anaheim Ducks từng đoạt cấp Stanley vào năm 2007. Hiện chỉ còn một đội cầu Canada duy nhất trong vòng tranh cúp Stanley là đội cầu Montreal Canadiens. Mùa tôm hùm bắt đầu ở tỉnh bang Prince Edward Island, vào ngày thứ Bảy 9 tháng 5 vừa qua là ngày đầu tiên của mùa tôm hùm năm nay ở tỉnh bang Prince Edward Island. Các tàu đánh tôm ở tỉnh bang đã đình trệ việc ra khơi 8 ngày cho đến ngày thứ Bảy 9 tháng 5 mới ra khơi được vì băng trôi từ Bắc Cực về, trôi lên bền trên các bến cảng. Người ta lo sợ là các thuyền đánh tôm sẽ không bắt được tôm hùm cho ngày hiền mẫu. Tuy nhiên, vào chiều thứ Bảy, các thuyền đánh tôm đã trở về bến với những rọ tôm hùm các ngư phủ đã bán những con tôm hùm này ở bến với giá 4 đồng 50 xu một pound và các ngư phủ dường như hài lòng với số tôm hùm bắt được cũng như với giá bán ra. Nghị viện thành phố Victoria, tỉnh bang British Columbia soạn điều lệ cho việc thiết lập các tiệm bán cần xa y khoa. Theo những tin tức vừa được loan báo, Nghị viện thành phố Victoria, tỉnh bang BC đang soạn thảo những điều lệ ấn định việc thiết lập các tiệm bán cần sa y khoa. Trong khi tại thành phố Vancouver, chính quyền thành phố cũng đang tìm cách giả, giám sát các tiệm bán cần sa bất hợp pháp trong thành phố. Các nghị viên của Hội đồng thành phố Victoria đã soạn thả các luận lệ ấn định việc cho phép mở các tiệm bán cần sa y khoa cũng như số tiền thuế mà các tiệm bán cần sa phải đóng cho thành phố. Theo bà Lisa Helps, thị trưởng thành phố Victoria thì có dấu hiệu tốt khi thanh tra Scott McGregor của lực lượng cảnh sát RCMP đã nói với hội đồng thành phố là sở cảnh sát sẽ không chống đối việc chính quyền thành phố đưa ra các luật lệ ấn định cho việc bán cần sa y khoa hợp pháp. Công ty bách hóa Walmart mua lại 13 cửa tiệm của công ty Target Canada. Theo những tin tức vừa được loan báo hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 5, công ty bách hóa Walmart sẽ mua lại 13 cửa tiệm của công ty Target Canada và một trung tâm phân phối hàng hóa ở thành phố Cornwall, Ontario. Và ngôn viên của công ty Walmart cho biết là công ty này sẽ bỏ ra 165 triệu đô la trả tiền mướn cho 13 cửa tiệm và bỏ thêm 185 triệu đô la cho việc sửa sang lại 13 cửa tiệm này. Như chúng ta cũng biết, công ty bách hóa Target Canada đã làm ăn thua lỗ trong 2 năm qua và đã quyết định rút lui ra khỏi thị trường Canada, bán đi trên 130 cửa tiệm và khiến cho 13.000 nhân viên bị mất việc. Một phụ nữ người Anh cưỡi ngựa vòng quanh thế giới vừa đến Ottawa. Sau hơn 7 năm ngồi trên yên ngựa và đi cả hàng ngàn cây số và Megan Lewis năm nay 65 tuổi, một phụ nữ người Anh với con ngựa cũng từ gốc Canada đã đến thủ đô Ottawa trong những ngày cuối tuần 10 tháng 5. Bắt đầu từ Anh, bà Lewis đã yên, lên yên cương đi Trung Quốc trong thời gian có Thế vận hội Bắc Kinh. Sau đó bà đã rong rủi 4 năm trời qua nhiều thành phố ở Anh trong thời gian có Thế vận hội năm 2012 diễn ra. Bà cùng con ngựa giống từ tỉnh bang Newfoundland đã dông duỗi trên các nẻo đường ở Canada từ năm 2014. Tuyên bố với báo chí khi đến Ottawa, bà Lewis cho biết là cưỡi ngựa là một cách tìm hiểu về những thắng cảnh mà bà đã đi qua. Bà Lewis cũng viết nhật ký hàng ngày, ghi lại những điều bắt thấy tài nghe. Sau khi đi vòng Canada, bà Lewis sẽ qua Hoa Kỳ và hy vọng sẽ đến đích vào cuối năm tới. các giáo viên tiểu học tỉnh bang Ontario sẽ làm việc tà tà để đòi tăng lương. Bắt đầu từ ngày thứ Hai 11 tháng 5, 76.000 các giáo viên cấp tiểu học ở tỉnh bang Ontario sẽ không tích cực làm việc hướng dẫn các học sinh trong việc dạy dỗ mà sẽ là một cuộc đình công tại chỗ, Work to Rule Strike, theo như lời ông Sam Hammond, Chủ tịch Hiệp hội những giáo viên tiểu học tỉnh bang Ontario. Theo ông Hammond thì các giáo viên chỉ giảng dạy bình thường, nhưng không tham gia vào các hoạt động khác có liên quan đến trường học như không đi họp, không tham dự vào các cuộc hội thảo phát triển giáo dục. Ông Hammond cũng cho biết cuộc lãng công work to roll sẽ là giai đoạn đầu, nhưng ông chủ tịch nghiệp đoàn cũng không cho biết những tranh đấu của nghiệp đoàn này trong các giai đoạn sau. Hiện đang có những cuộc đình công của giáo viên trung học ở nhiều thành phố trong tỉnh bang Ontario. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Canada ngày 12 tháng 5. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.